Tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi được quý nhân tương trợ, sự nghiệp thuận buồm, xuôi gió, đào hoa khoe sắc, tin vui tới tấp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi là những người có khả năng lĩnh hội rất tốt, hiền lành, từ bi và lương thiện. Những người này có tính cách khá tĩnh lặng, đôi khi nhút nhát và là người có lòng từ bi rất lớn. Họ là người đặc biệt gần gũi với gia đình. Người tuổi Dê thường nhận được những điều may mắn vì bản chất lương thiện và trái tim nhân hậu của họ. Tử vi học cũng cho thấy trong tháng 10 âm lịch là tuổi Mùi sẽ nhận được rất nhiều may mắn, mọi việc đều hanh thông và thuận lợi. Đặc biệt là bản mệnh sẽ gặp được cục diện bán hợp thái tuế và được quý nhân tương trợ thúc đẩy mọi thứ tiến triển tốt nhất, làm đâu thắng đấy. Có thể nói đây là tháng đếm tiền mỏi tay của người tuổi Mùi. Để có thể tìm hiểu rõ hơn về vận trình của người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và nhạy bén phân tích. Tuổi Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn. Bản chất của tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tuổi Mùi biết cách nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Mùi sẽ xúc động với những bất hạnh, khó khăn của người nghèo khổ. Họ sẽ tổn thương nhưng cũng sẽ tha thứ cho lỗi lầm của những người khác. Tấm lòng vị tha của tuổi Mùi khiến họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Xem tử vi tháng 10 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Mùi trong tháng Đinh Hợi khá hanh thông và sáng sủa. Trong khi một số con giáp khác phải chật vật, nỗ lực thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh gặp được cục diện bán hợp thái tuế. Đây là các thần che chở vận khí, thúc đẩy công việc tiến triển thuận lợi, có quý nhân tương trợ, làm đâu thắng đấy. Lại thêm nguyệt lệnh quan đới bổ trợ, con giáp này nhận được sự ủng hộ của tập thể, cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng. Điều này tạo ra động lực để bản mệnh làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Nhờ vậy, đường thăng tiến khá rộng mở đối với bạn. Tài vận trong tháng cũng có nhiều điểm sáng nhờ có thực thần ghé thăm. Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng, khách hàng tin tưởng, đặt hàng tới tấp. Người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn, xứng đáng với năng lực. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng. Kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc như muốn bỏ biển, cố gắng bao nhiêu cũng không đếm xuể. Đừng tình duyên cũng không có điều gì đáng lo ngại khi bán hợp chợ đào hoa. Đời sống tình cảm của những chú dê rất phong phú, ngọt ngào với nhiều tin tốt lành. Cả tình yêu, tình thân và tình bạn đều êm ả và suôn sẻ. Sức khỏe của bạn cũng khá ổn định, chỉ cần chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập, thể thao thường xuyên thì không có điều gì phải lo lắng. Có điều, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần đi đứng, lái xe cẩn thận, kẻo gặp tai nạn trên đường di chuyển. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Mùi sẽ trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết về vận trình tử vi của tuổi Mùi qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Sự nghiệp của tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch.
Tử vi tháng nhận thấy người tuổi Mùi bước sang tháng 10 với nhiều tin mừng trên đường công danh, sự nghiệp. Cục diện bán hợp mang tới cho bản mệnh tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Hàng loạt ý tưởng độc đáo xuất hiện trong đầu và bạn nhanh chóng chuyển chúng thành những kế hoạch cụ thể, chứ không phải chỉ là điều nói suông. Nhờ đó, hiệu quả công việc được nâng cao trông thấy, hứa hẹn nhiều thành công rực rỡ. Có thể thấy, trong khi một số con giáp khác đang phải chật vật, nỗ lực, thì viễn cảnh trước mắt của những chú dê rõ ràng là thuận lợi hơn nhiều. Có quý nhân tương trợ, con giáp này làm đâu thằng đấy giải quyết được hầu hết những khúc mắc còn tồn đọng. Hơn nữa, bạn lại sẵn tính, phóng khoáng, dễ gần, khéo ăn, khéo nói nên tạo ra không khí hài hòa, vui vẻ với những người làm việc chung. Nhờ thế mà cách bạn giải quyết vấn đề cũng linh hoạt. Môi trường làm việc nhờ có nụ cười thường trực mà cởi mở hơn. Lại thêm nguyệt lệnh quan đới bổ trợ, mệnh chủ nhận được sự ủng hộ của tập thể, đồng nghiệp hỗ trợ, cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng. Điều này tạo ra động lực để bản mệnh làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Việc bạn có thể thăng tiến trong thời gian tới là có thể khi bạn biết cách chủ động hơn trong công việc. Đừng ngại đưa ra những đề xuất có tính ứng dụng cao mà bạn tự tin rằng có thể sử dụng được. Tuy nhiên, dù đạt được những lợi nhuận đó, tuổi Mùi cũng không được quá chủ quan. Nhất là khi tháng này có ngũ quỷ hung tinh rình rập, điểm báo tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào, đặc biệt là tiểu nhân ám hại. Kẻ đó có thể phá hoại công sức bạn bỏ ra bấy lâu, cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, bôi đen danh dự của những chú dê. Vì thế, bạn làm gì cũng phải thận trọng, tiến hành từng bước, tránh sụp tốc bất đạt. Cũng như để ý lời ăn, tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ sông, đổ bể. Tài lộc của tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch. Tin vui là tài vận trong tháng của tuổi Mùi cũng có nhiều điểm sáng nhờ có thực thần ghé thăm. Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến. Nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo. Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng. Khách hàng tin tưởng, đơn hàng tới tấp. Người làm công ăn lương sẽ nhận khoản tiền lương và thưởng lớn xứng đáng với năng lực. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể nhanh chóng lên các kế hoạch đầu tư tiếp theo để nguồn tiền được dồi dư không ngừng. Không phải lúc nào thần tài cũng đứng về phía mình nên đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Tuy nhiên, có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay không có nghĩa là bạn cứ đâm đầu vào vùng tiền một cách mù quáng. Hãy bình tĩnh để triển khai từng kế hoạch. Nhất là khi trong tháng có sự xuất hiện của ngũ quỷ hung tinh thì càng phải thận trọng, tránh sai một ly, đi một dặm. Đừng quá tham lam mà ôm đồm tất cả. Sức người có hạn, không thể nào làm hết mọi việc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái. Bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến những chú dê trở nên bận rộn, xong bù lại, túi tiền cũng rủng rỉnh. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng. Kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc như muối bỏ biển, cố gắng bao nhiêu cũng không kiếm xuể. Tình duyên của tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch. Xét về đường tình duyên, chuyện tình cảm của con giáp này có sự chuyển biến tích cực, cũng là một điểm sáng trong vận trình tháng 10. Nhờ bán hợp, chợ đào hoa, đời sống tình cảm của những chú dê rất phong phú, ngọt ngào với nhiều tin tốt lành. Cả tình yêu, tình thân và tình bạn đều êm ả và suôn sẻ. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất trong năm. Hai người đã hiểu nhau hơn và cũng biết cách để nhường nhịn đối phương, để giữ gìn tình cảm. Nhờ vậy mà mối quan hệ đôi lứa hài hòa, êm ấm. Điều đáng mong đợi đó là trong tháng 10, nhiều cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu sẽ tiến tới tính chuyện trăm năm như làm lễ ăn hỏi, lễ cưới hoặc tin vui bầu bí trong thời gian này. Niềm vui càng được nhân lên khi bạn nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của người thân. Còn đối với các bạn độc thân, bạn nên chủ động tấn công, cơ hội thành công rất cao. Thời điểm để bày tỏ tình cảm, thổ lộ tấm chân tình đã đến, hãy chủ động nắm giữ. Tuy nhiên, với các bạn đang trong một mối quan hệ mập mờ hay tình cảm mới chớm, bạn cũng nên cẩn thận với các mối quan hệ tiềm ẩn, nguy cơ, có hại mà bạn không biết. Đừng quá tin vào những lời ngon ngọt. Sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Mùi cũng khá ổn định trong tháng này, hầu như không gặp phải vấn đề về sức khỏe nào quá nghiêm trọng. Trong mùa thu khô hanh,
tuổi Mùi nên chú trọng dưỡng sinh để tăng cường sức khỏe. Nguyên tắc dưỡng sinh là dưỡng ẩm chống khô hanh, từ đó thúc đẩy khí huyết lưu thông tốt. Có thể kết hợp nhiều hình thức dưỡng sinh gồm cả chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, vận động, duy trì những thói quen tốt này thì không có điều gì phải lo lắng. Có điều, ngũ quỷ hung tinh xuất hiện nhắc nhở con giáp này cần đi đứng, lái xe cẩn thận, kẻo gặp tai nạn trên đường di chuyển. Sau khi xem tổng quan tử vi, bạn có thể thấy được trong tháng tuổi Mùi gặp khá nhiều may mắn, thuận lợi trong mọi mặt. Nhưng may mắn không thể có mãi được, bạn hãy tận dụng vận may này và để bứt phá ngoạn mục hơn nữa sau những tháng ngày đen đủi và do dịch bệnh. Thì các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Mùi hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để kích hoạt tài lộc và mang lại bình an cho mình. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét trên con đường sự nghiệp của bạn. Bên cạnh đó, vòng còn đem lại tài lộc, may mắn, thuận lợi cho sự nghiệp và mang lại quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.